Chúc mừng năm mới. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Space Talk. Mình là Thảo và mình là Thông. Chào mừng các bạn đến với tập 8 của Space Talk. Tụi mình đã trở lại như lời hẹn đây và hứa là trong năm Tân Sửu này tụi mình sẽ kỳ cuốc chăm chỉ hơn để ra vlog đều đặn hơn nhằm đáp lại tình cảm và sự yêu thương của mọi người trong suốt năm qua. Cà dao xuất hiện. Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đâu rồi lại bơi. Rồi. À, và như đã hình trong vlog lần trước rồi là vlog này tụi mình sẽ cùng nói sâu hơn về các phương pháp học và một số hiểu nhầm trong việc học. Ok, chà, chủ đề này khá là rộng nhỉ. Thật ra thì trong các buổi mentoring với các bạn học viên, các buổi tư vấn học tập 1-1 với lại các bạn học viên ở Space thì em có nhận thấy một số cái trăn trở chung cũng như là một số cái hiểu nhầm rất là phổ biến cho các bạn, của các bạn ở trong việc học. Thì cũng sẽ muốn mang một vài vấn đề lên đây để cùng trò chuyện với anh Thông. Rồi, thứ nhất ha, chắc là một cái quan niệm phổ biến nhất đó là mình già rồi, mình không thể học tiếng Anh nữa, não mình không thể nào tiếp thu như các bạn trẻ nữa. Anh không nghĩ gì về cái quan niệm này? Rớt một giọt nước mắt. Tại vì tụi mình còn muốn học nhiều ngôn ngữ lắm đúng không? Trời ơi, thực ra thì khi mà lần đầu tiên mình tiếp xúc với lý thuyết này, một cái giả thiết là critical period hypothesis, là giả thiết về thời kỳ vàng để học ngoại ngữ, mình cũng thấy đau đớn lòng lắm các bạn. Thì khi mà người ta đọc về các nghiên cứu hoạt sinh học và các nghiên cứu về mặt não bộ chẳng hạn, người ta sẽ nói rằng là sẽ có những giai đoạn mà từ giai đoạn đó trở đi thì chúng mình sẽ không thể nào mà đạt được đến một mức độ học như trước đó nữa, thời điểm vàng để học ngôn ngữ. Thực ra thì sẽ có rất nhiều nghiên cứu nói về chuyện này. Thực ra critical period không phải là cái gì mới hết trơn, nó rất là lâu, được đề xuất rất là lâu rồi. Thì có rất nhiều nghiên cứu để đưa vào các trường phái ủng hộ và phản đối thuyết này. Hầu như một phần lớn các bạn nghiên cứu đều chỉ ra là có những bằng chứng đang xác nhận rằng là có cái gọi là critical period đối với những người học ngôn ngữ thứ nhất, là first language learning, ngôn ngữ mẹ đẻ đó. Là khi mà họ vượt qua cái giai đoạn đó rồi mà họ bị tách ra khỏi cộng đồng của họ và không được tiếp nhận ngôn ngữ thứ nhất chẳng hạn, thì họ sẽ không phát triển được ngôn ngữ mẹ đẻ như bình thường. Sau này người ta mới dẫn cái nghiên cứu đó và cái giả thiết đó sang việc học ngoại ngữ thứ hai, đó là learning a second language. Thì người ta cũng nhận thấy là trong những nhóm di cư hoặc những cộng đồng mà ba mẹ di cư đưa theo con cái của mình sang một vùng đất mới, thì người bố người mẹ thường sẽ rất khó có khả năng đạt được trình độ lưu loát về tiếng của ngôn ngữ mới như là đứa nhỏ đi cùng với gia đình đó ở thời điểm đó. Nhưng đồng thời cũng có những nghiên cứu chỉ ra ngược lại, đó là một nhóm những người Hàn Quốc, những bạn trẻ Hàn Quốc, mặc dù đã qua cái giai đoạn critical period là sau puberty, là sau giai đoạn dậy thì rồi đó, nhưng mà họ vẫn có thể đạt được level như một người native fly, là tương đương với người bản ngữ, khi học một ngôn ngữ ở quốc gia mà họ di cư tới. Thì đến lúc này mình hình dung ra là không có một cái nghiên cứu hoặc không có một cái kết luận cuối cùng một cách xác đáng rằng đây là một luật hoặc đây là một điều chắc chắn đúng. Nó chỉ vẫn là một giả thuyết thôi các bạn, chứ nó không phải là một thứ 100% sẽ đúng. Dĩ nhiên bạn có quyền tin hay không tin dựa vào các bằng chứng người ta cung cấp cho các bạn. Nếu bạn tin rằng là critical period là một chuyện đương nhiên đúng, là bạn sẽ không bao giờ đạt trình độ bản ngữ chẳng hạn, thì bạn sẽ giảm cái expectation của bạn lại và bạn cái học sao cũng được. Nhưng giả dụ như bạn tin rằng là vẫn có những trường hợp ngoại lệ exception, thì bạn có thể nỗ lực cho chuyện đó. Thì với bản thân mình thì mình hình dung là tại sao mình phải quá quan tâm đến chuyện critical period đó. Nếu giả sử như mình là một đứa nhỏ xíu hoặc mình đang có con chẳng hạn, mình con của mình đang trong giai đoạn người ta tạm gọi là critical period đi, thì mình chắc cũng sẽ thử để xem là mình có đưa đứa nhỏ của nhà mình đi học giai đoạn đó hay không. Thì dù gì nó cũng tốt mà đúng không? Xem chuyện là tiếp xúc nhanh, tiếp xúc nhiều hơn với nhiều người khác nhau. Nhưng còn nếu mình đã lỡ vượt qua giai đoạn đó rồi thì đừng lấy đó là làm buồn các bạn, đúng không? Bây giờ mình đã có quay trở lại thời thanh xuân ngày xưa, thời thiếu nhi đúng không? Thì mình cứ tiếp tục học thôi, mình quyết định xem là mình sẽ học để làm gì, mình muốn đạt được mục tiêu như thế nào. Đó, thì đó một cái chuyện mà critical period thì nó chỉ nhắc một lần nữa, nó chỉ là một giả thiết thôi. Có những bằng chứng khoa học có vẻ như là confirm, xác nhận giả thiết này, nhưng cũng có những bằng chứng nó bác bỏ giả thiết này các bạn. Em là một người không tin lắm về critical period. Mặc dù em là người được học tiếng Anh từ nhỏ nha, nhưng mà theo một cái nghiên cứu mới đây của một giáo sư ở bên Mỹ, cô Becky Hoang, năm 2016, tổng hợp 42 cái nghiên cứu thực nghiệm trong suốt 50 năm, thì có chỉ ra là cái việc mà bạn
mà các đứa bé bắt đầu học tiếng Anh sớm hơn hoặc là trễ hơn một vài năm thì không có ảnh hưởng gì đến cái outcome cả về short term và long term trong việc ngoại ngữ. Thậm chí cũng có một nghiên cứu follow up sau chuyện đó, đó là những đứa trẻ mà học ngôn ngữ ở giai đoạn trễ hơn một tí xíu thậm chí là đạt được tốc độ performance, là tốc độ thực hành với lại thể hiện năng lực đó còn tốt hơn với những đứa trẻ học quá sớm. Dạ, yeah, đúng rồi. Nên là chắc là một cái side note cho những ba mẹ mà đang có suy nghĩ về chuyện gửi con đi học tiếng Anh sớm, thì thực ra không phải starting early is not the best. Đúng rồi, starting early có thể là một giải pháp, nhưng mà early đến mức nào thì mình chưa biết được nha các bạn. Thực ra có những nghiên cứu nói về chuyện đó là sẽ có rối loạn chức năng ngôn ngữ hình thành ở trẻ nếu như cho tiếp xúc quá nhiều và quá sớm với các dạng người khác nhau. Thì thực ra mình cũng không muốn để con mình làm thí nghiệm, đúng không? Yeah. Thì mọi người cứ hãy bình tâm đi. Thực ra thì trước đến giờ cũng đâu phải như anh Thông, đúng không? Anh Thông đâu có học tiếng Anh. Còn mình không học tiếng Anh từ nhỏ. Thông là mình rất lớn rồi mới học. Exception nữa, nhưng mà mình tin một cái không phải là một cái exception nữa. Nếu như đó, anh Thông là một ví dụ điển hình của chuyện tại sao mình không tin vào critical period. Đúng rồi, tại vì ví dụ lớp 9 mình được đánh giá rất là ngu tiếng Anh chẳng hạn. Mình gọi là special English trong mặt kép. Tại vì mình rất là dở tiếng Anh, thời điểm đó hầu như là mình còn phải đi học phụ đạo nữa để có thể đậu được tốt nghiệp năm lớp 9, mà hồi xưa cách đây gần cả chục năm, mấy chục năm về trước hả, nghe ghê quá. Thì việc mà có nguy cơ bị rớt tốt nghiệp vì môn tiếng Anh lớp 9 là một thứ rất là ghê gớm, tại vì hồi xưa chỉ có chi thì thôi các bạn. Nhưng mà mình vẫn lên đến đại học thì mình học vẫn bình thường và mình vẫn có thể tiến bộ rất nhanh trong việc học tiếng Anh của mình. Thì cũng có thể coi là một exception. Nhưng cũng có thể coi là nó là một bằng chứng bác bỏ cho chuyện, không phải là bằng chứng được ha, một câu chuyện anecdote không là bằng chứng được. Nhưng mà một cái là mình cân nhắc xem là nó không phải là cái thuyết referred, không phải là hoàn toàn đúng. Đừng để bị nó ám ảnh rằng là tôi không đủ giỏi, tôi không đủ điều kiện để tôi làm được chuyện đó. Nhắc đến câu chuyện không đủ điều kiện, tiếp tục một cái quan điểm thứ hai, đó là mình là người đi làm, là người lớn rồi thì mình sẽ rất bận, mình không thể nào dành mỗi ngày mấy tiếng đồng hồ để cho chuyện học được, nên là mình sẽ không bao giờ giỏi được đâu. Công nhận là vé đầu thì đúng đó, là người đi làm thì rất bận. Nhưng mà cái chuyện thứ hai đó là cho nên mình không giỏi được đâu thì nó không có nó không có chuyện gì xảy ra được như vậy hả, nó không có causation, nguyên nhân kết quả đó các bạn. Tại vì mình vẫn có thể duy trì được việc học tiếng Anh đều đặn, và cách học và cũng như cách mà mình luyện tập để retrieve lại cái thông tin đó nó quan trọng hơn rất nhiều so với chuyện là bạn dành cả đống thời gian học một cái thứ gì đó. Nó sẽ là một cái sai lầm tiếp theo trong việc học thường gặp, mình cũng tại lỡ nói về chuyện retrieval practice rồi ha. Đó là khi các bạn ôn tập bài tập hoặc là ôn tập cái mà mình đã học á, có một cái hình thức đó là bạn đọc lại sách hoặc là đọc lại những ghi chú của các bạn, đọc lại tài liệu của các bạn để bạn nghĩ đó là ôn tập. Mình sẽ có cảm giác mình đã học được rất nhiều thứ, mình đã nhớ rất nhiều thứ. Nhưng không các bạn, cảm giác khi mình đọc lại một tài liệu hoặc đọc lại ghi chú của các bạn và làm cho bạn cảm thấy rất là I'm feeling good, tôi cảm thấy tốt về việc học của mình, nó chỉ là cảm giác giả tạo thôi các bạn. Một số nghiên cứu về research, một số nghiên cứu về mặt study, về kết quả performance trong bài test hoặc trong bài kiểm tra đánh giá, thì cái chiến lược đọc lại bài hoặc đọc lại nốt của bạn thực ra nó không có tạo ra tác động tích cực đối với kết quả làm bài của bạn. Thay vào đó, nếu bạn thực hiện hoạt động là retrieval practice, nghĩa là tự tái hiện lại kiến thức của mình, tự nhớ lại và tự thiết lập lại những gì mình đã học, mặc dù nó sẽ rất khó khăn vào lúc đầu, nhưng mà kết quả ảnh hưởng của nó đến với khả năng perform của bạn, chuyện đó sẽ cao hơn rất nhiều. Đến đây mình rất thích cái câu của cô Weinstein nói về chuyện đó là bạn thấy nó khó, you feel it's difficult, nhưng mà cái sự khó khăn đó là một điều rất tốt. That difficulty is good. Còn nếu mà bạn cảm thấy I'm feeling good, it's easy, thì thực ra nó không có tốt. It's not really good for your learning. Nó không có thực sự tốt cho việc học của bạn đâu. Thực ra mình rất đồng ý với chuyện đó là học thì phải vui, nhưng vui không đồng nghĩa với dễ nha các bạn. Dễ đến thì dễ đi mà hả? Cho nên nếu mà bạn học mà trong quá trình học bạn cảm thấy nó dễ quá, hoặc là bạn ôn tập bạn thấy nó dễ quá, thì hình như bạn không có học đâu á. Mà bạn chỉ đang quanh quẩn trong vùng đã hiểu biết của bạn, do know, chứ bạn chưa bước ra gần vùng hiểu biết của bạn. Có một câu rất hay đó là học phải khiến cho người ta tổn thương. Cảm thấy là mình chưa biết đủ và khao khát là vượt ra được khỏi cái vùng đó. Đó là cảm giác anh thường gặp khi mà sau 11 giờ đêm đọc sách á. Cảm giác mình mở cuốn sách nào rồi mình có thể I'm so stupid. Nhưng mà mình đọc thì mình sẽ bắt đầu đặt câu hỏi là vì sao họ lại làm như thế này, vì sao họ lại nghĩ như vậy, nó khác gì với quan điểm của mình, nó đã đến từ nguồn nào, nó có bằng chứng gì hay không, thì liệu nó có làm va đập hoặc phá hủy niềm tin của mình hay không. Một cách để mình đối chiếu và mình học, thì mình càng có cảm giác là I'm so stupid thì mình lại càng học được nhiều thứ hơn. Với lại thêm một cái vế thứ hai trong cái câu mà mấy bạn hay nói với em, đó là phải dành rất là nhiều giờ để ngồi học tiếng Anh. Thì maybe
not so right hả? Tại vì người người Việt mình có thói quen là cramming đúng không? Thí dụ gần muốn học giỏi gì đó sẽ phải ngồi đồng mấy tiếng đồng hồ để học một môn đó thôi. Chắc nó sẽ quay trở lại, cái này anh cũng nói rất nhiều trong cái induction. Một cái thống kê của Cambridge English nói về chuyện là bạn cần bao nhiêu thời gian học để lên được một level tiếp theo trong tiếng Anh. Nhưng mà cái thời gian học đó gọi là learning hours, nghĩa là việc học nó phải xảy ra, kết quả học nó phải ghi nhận được. Chứ nó không đồng nghĩa với việc là bạn dành một đống thời gian cho một việc gì đó. Tưởng tượng nha các bạn, giả dụ người ta nói đó là bạn cần 200 giờ học, you need 200 learning hours to move up from one level to the next level. Mình cần 200 giờ học tiếng Anh, learning hours, để vượt lên một cấp độ. Nhưng mà giờ đó phải là giờ thể hiện mà sự học đó diễn ra. Bạn mở cuốn sách ra là bạn đọc 3 tiếng có phải là học không? Bạn watching YouTube in English trong 3 tiếng nó phải là học không? Cái nó giống như exposure time, nó được bạn tiếp xúc với tiếng Anh chứ nó không phải là thời gian học của các bạn. Vậy thì lúc này mình quay ngược trở lại, nó hơi kiểu philosophical tí xíu, hơi triết học tí xíu, nhưng mà bạn phải học về sự học của bạn, hoặc là thinking about your thinking, hoặc là learn about how to learn á. Hay một khái niệm khác mình cũng đã nói một lần, đó là metacognition. Cô Thảo có muốn nói chuyện về chuyện này không? Nó sẽ giống như là bạn ở phía bên trong và quan sát coi các hoạt động tư duy của mình đang xảy ra như thế nào, và phải thực sự reflect để hiểu, để tự nhận xét xem là mình có đang hiểu cái mà mình đang đọc hay không. Nhiều khi nó sẽ có một cái ảo giác là ok, mình đang đọc, mình đang lướt qua rất là nhiều trang, nhưng mà thật ra cái đọc lại trong đầu mình thì không có quá nhiều. Đúng rồi, nó quay trở lại câu hỏi đó là bạn thực sự có biết là chuyện học đang diễn ra hay không, hay bạn chỉ đang làm theo một cách vô thức, là theo bạn chỉ làm chuyện đó cho xong thôi. Thì để giới thiệu chuyện này thì chắc là mình sẽ một cuốn sách, đó là Teach Yourself How to Learn, trong một series mình rất thích. Nó cũng chung với một cuốn sách đợt trước tụi mình giới thiệu, đó là How to Drive Your Brand. Teach Your Student How to Drive Their Brand đó. Thì cũng gần một cái series như vậy thôi. Nó sẽ nói về chuyện metacognition và các chiến lược, các strategy về học tập, để bạn nhìn nhận ra được là việc học nó đang diễn ra hay không. Làm thế nào để tôi có thể đặt ra mục tiêu và hoàn thành được các học tập của tôi? Làm thế nào để tôi ý thức được việc học của tôi diễn ra như thế nào? Áp dụng các hình thái về Bloom Taxonomy trong việc tự học của các bạn. Thì mình đánh giá rất cao cuốn này, đó là practical, rất hữu ích, thực dụng, và mở ra một phát là bạn có thể lấy ngay một cái tips bạn áp dụng vào. Dĩ nhiên nó sẽ cần thời gian để bạn gắn nó vào trong hoạt động học tập hàng ngày của bạn, nhưng mà at least là mình có một cái nguồn để mình tham khảo. Tóm lại là sẽ không bao giờ quá trễ để bắt đầu, và không bao giờ quá bận để tiếp tục theo đuổi cái chặng đường mà mình đã đặt ra. Nếu như mà bạn có một cái why đủ mạnh, hãy xem blog lần trước. Đúng rồi. Thêm một chuyện nữa, lỡ nói về chuyện là những cái myth rồi thì sẽ có một cái myth nữa mình muốn mang tên với các bạn, đó là chuyện mình tin rằng chúng mình chỉ học được bằng cách nghe. Chúng mình tin rằng chúng mình chỉ học được bằng cách đọc chẳng hạn, đó là mình hay có một cái thật ra giáo viên tụi mình cũng được introduce, được giới thiệu cái này rất nhiều trong việc học teaching đúng không? Đó là VAK, Visual Auditory và Kinesthetic. Nhưng mà thực ra các nghiên cứu về mặt science, khi họ nghiên cứu về các thể loại học khác nhau thì các bạn, cái này chỉ là một cái myth thôi. Là thì các bằng chứng hiện tại về mặt nghiên cứu, về mặt research nói với các bạn rằng là đúng, mỗi người đều sẽ có một cái preference, một cái ưu tiên, một cái sở thích về việc học, về phong cách học, nhưng không đồng nghĩa với việc rằng là mỗi người chỉ bị giới hạn năng lực của mình bởi phong cách học đó. Thậm chí việc mình làm interleaving, nghĩa là thay đổi những cách học khác nhau ở nhiều môi trường khác nhau, lại làm cho kết quả thực hành của bạn cao hơn so với việc bạn chỉ stick vào đúng một cái visual hoặc là một cái learning style mà bạn quen thuộc. Rồi, như vậy thì mình có thể đa dạng hóa hoạt động học tập của mình một tí xíu, thay vì chỉ ngồi đọc sách nhiều giờ liền hay là ngồi xem audio, xem clip nhiều giờ liền, thì mình có thể xen kẽ, interleave các hoạt động này, đọc sách trong một tiếng, sau đó xem audio, nghe audio trong vòng 15 phút. Hoặc thậm chí bạn có thể chia nhỏ các khoảng thời gian trong ngày của mình ra cho các hoạt động học tập khác nhau, ví dụ như là 15 phút buổi sáng, một tiếng nghỉ trưa, hoặc là 15 phút trước khi đi ngủ chẳng hạn. Thì nó cũng sẽ giúp bạn đạt được kết quả tốt, không thay vì là phải ngồi đồng mấy tiếng đồng hồ để ngồi học. Và nhớ là hãy mark it on the plan hả? Hãy dán nó lên vào trong cái kế hoạch của bạn, chứ cũng tránh chuyện là bị impulsive, như là theo cảm hứng. Để bạn có thể thấy được cái big picture, cái việc hoặc cái hoạt động học tập là rèn luyện của mình nó đang đóng góp cho cái mục tiêu xa hơn như thế nào. Đúng rồi, và một mẹo nữa cho các bạn, đó là khi các bạn làm cái plan của các bạn khi học á, hãy nhớ đánh dấu màu. Giả dụ bạn đang có 4 kỹ năng là listening, speaking, writing and reading chẳng hạn, và bạn thấy là bạn đang yếu nhất kỹ năng writing, để ý thử nha, bạn check lại xem 3 tháng trước bạn làm gì, bạn mark lên xem thử xem đâu là những chỗ bạn dành cho writing. Thường bạn nào đến mentor với mình làm cái này xong để phát hiện ra là em rất yếu kỹ năng writing, em rất muốn phát triển nó, nhưng nhìn lại quá khứ 3 tháng trước không lúc nào học writing hết trơn á. Thường một cách vô thức mà impulsively, chúng ta chỉ muốn làm những gì chúng ta đang giỏi và đã giỏi thôi, và chúng ta sẽ một cách vô thức chúng ta ignore cái thứ chúng ta đang dở.
Vậy thì nếu như bạn muốn cải thiện một kỹ năng nào đó hoặc một vấn đề nào trong việc học tập, hãy làm cho nó rõ rệt lên, hiện rõ, đập vào mặt bạn trong bản kế hoạch đó. Đây là những khung thời gian tôi cần dành cho nó. Cảm xúc của mình, trái tim của mình sẽ cảm thấy rất là đau khổ khi mình phải bước chân và mình làm chuyện đó đầu tiên. Nhưng khi bạn làm được rồi, thành nó quen thì nó sẽ tốt hơn cho các bạn. Mình chỉ đạt được nếu mình trả giá cho nó thôi, đúng không? Ok. Thay đổi là điều tốt mà, đúng không? Đúng rồi, ok. Ok, à, và... một cuốn sách cuối cùng đi ha. Cuốn sách cuối cùng dành cho giáo viên. Small Teaching. Nói nhiều về cho các bạn học viên rồi, thì Small Teaching là một cuốn mình giới thiệu cho các bạn giáo viên của James Lang, đang nói về chuyện là chúng ta bàn rất nhiều về cách học và cách thức học và làm thế nào để giúp học viên mình tốt hơn. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc là chúng mình phải thay đổi toàn bộ mọi thứ như giảng dạy các bạn. James Lang đã đưa ra một số đề xuất là một số điều chỉnh nhỏ trong cách dạy hoặc cách hướng dẫn của người giáo viên có thể mang lại tác động rất lớn đối với kết quả tiếp thu của người học viên. Vậy thì nếu bạn muốn thử áp dụng một số cái insights về research của mặt education science về việc học tập như thế nào, nãy giờ tụi mình có trao đổi interleaving hoặc là nói về retrieval practice hoặc nói về những chiến lược học tập khác mà bạn muốn áp dụng cho lớp học của bạn, bạn có thể đọc cuốn này với những kỹ thuật rất là nhỏ nhưng mà rất có vỏ hả? Để cho các bạn tạo ra những tác động tích cực đối với người học của tụi mình. Và đến đây thì vlog, thời lượng của vlog lần này đã hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi tụi mình từ nãy đến giờ. Chúc mọi người một năm mới bình an, nhiều niềm vui và đạt được kết quả tốt nhất đối với những kế hoạch mà mình đã đặt ra nha. Tạm biệt các bạn.